Hello, xin chào các chị em. Và đây sẽ là video dành cho mùa hè của các chị em phụ nữ ở cái phân khúc loanh quanh dưới 3 củ khoai. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau xem có những con gì đặc biệt. Mặc dù đã có vài con tiết lộ với mọi người rồi, nhưng mà video hôm nay thì sẽ có một vài con khá hay ho ở đoạn cuối video. Và chúng ta cùng nhau xem đó là những lựa chọn nào nhá. Như mọi khi thì mình sẽ không sắp xếp theo một cái trình tự nào cả. Tóm lại là với được con nào thì sẽ làm review con đấy. Cái lựa chọn đầu tiên mà mình cầm được đó chính là Elizabeth Arden. Và đây là Whitey, một trong những chai nước hoa cũng đang khá hot trong cái nền tảng top trong thời gian gần đây. Và đây là một cái mùi hương có lẽ là rẻ nhất ở đây, và cũng là một chai mà các bạn có thể xài rất đa dụng nhiều dịp khác nhau. Em này thì nó sẽ có một cái combo gồm cam chanh cùng với trà và xạ hương. Thì cụ thể cái mùi hương của em nó ấy, thì khi các bạn chỉ cần xịt cái mùi hương này ra thôi, các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi rất là sạch sẽ và có phần rất là quen thuộc. Nếu như mình ngửi ở cái phần đầu ấy thì mình sẽ ngửi thấy thứ nhất là cái mùi cồn nó hơi rõ ban đầu, tại vì giá thành của em này thì rẻ nhất ở đây khoảng tầm loanh quanh một củ khoai. Nhưng sau khi cái lớp cồn bay đi thì nói thật là các bạn nhận thấy một cái tông mùi cam chanh, và cái hơi hướng làm cam chanh ở đây nó có phần làm gợi nhớ tới những cái mùi dầu gội khá là sạch sẽ. Không phải những cái loại dầu gội rẻ tiền, mà là những cái loại dầu gội ở những cái hàng kiểu cắt tóc gội đầu, nó kiểu hơi tầm trung một tí. Thì cái bay mùi này lúc đầu các bạn mới xịt ra thì nó khá là giống, với một chút hơi xanh đắng và hơi nhựa một tí của lá trà. Nhưng cái nét này thực sự là nó không lên quá rõ, mà lúc đầu thì nó chỉ là cam chanh làm sáng tông màu, thì ngửi ra kiểu các bạn sẽ hít một hơi sâu vào, các bạn nhận thấy cái màu xanh nó hiện, màu trắng nó hiện ra trước mắt ngay các bạn. Và cái mùi hương này khi mà toy down ấy thì nó chỉ đơn giản là một cái mùi xạ, ngửi rất là sạch sẽ. Có thể là các bạn sẽ ngửi tới Light Blue phiên bản intense của nữ, nhưng mà cái nét xạ ở đây thì nó có xu hướng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và phải nói là đây là một trong những cái mùi hương mà các bạn còn hoàn toàn có thể blind buy được. Ngoài cái phần top note thì nó thật là hơi nhiều cồn một tí, cảm giác nó phải cần một cái thời gian để có thể bay đi. Có cái chuyện là nước hoa nó luôn là có cồn rồi, cái việc đấy nó chuyện quá là bình thường. Và với một cái giá thành rất rẻ cho chai 100ml như thế này thì cái mùi hương này nó sẽ phù hợp từ khoảng tầm từ 15 tuổi, khi các bạn đã bắt đầu đi học cấp 3, các bạn để ý hơn đến bản thân, cho đến khoảng tầm 25-30 mà các bạn cần một cái mùi đơn giản kiểu body spray, mùi thơm nhẹ nhàng có độ tỏa vừa phải, không gây khó chịu cho những người xung quanh. Kiểu như là những cái bạn nữ ngày xưa khi học cấp 3 ấy, mình ngửi thấy có những cái mùi hương nó như kiểu mùi quần áo được bố mẹ giặt bằng nước xả vải thơm ấy, kiểu nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ không phải là kiểu quá là màu mè hay là kiểu tô son điểm phấn như thế nào cả. Mà đơn giản đây là một cái mùi mà mỗi khi ra đường vào những ngày hè nắng nóng, các bạn không biết xịt gì thì các bạn có thể xịt Whitey thế thôi. Thậm chí rằng là đi tập gym, đi đổ rác, như mình nói vui vui là như vậy, thì các bạn hoàn toàn có thể lôi ra xịt. Mùi hương này thì tôi cũng thỉnh thoảng là tôi cũng xịt đi tập để cho nó nền nã hơn một tí. Nhưng mà với cá nhân mình thì Whitey ở trong tầm giá là một lựa chọn mùa hè rất ổn. Cái độ lưu hương của nó thì khoảng tầm 5 đến 6 giờ ở trên da thôi, một cái độ lưu hương ở mức gọi là chấp nhận được trong một cái mùi mùa hè. Còn độ tỏa thì khá là nhẹ nhàng, tầm nửa cánh tay xong rồi xuống thành skin sen. Và đây là một trong lựa chọn mà dành cho các bạn học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận nước hoa nếu như không muốn dùng body mist. Ở vị trí số 2, một chai nước hoa cũng đã làm khá lâu rồi, và trong cái video mình review với em nó thì mình cũng đã chia sẻ rằng mình sẽ cho em nó vào list nước hoa mùa hè, đó chính là Anharaman Lavender, và đây là Rose. Một cái màu hồng và một cái thiết kế chai thì có vẻ không nữ tính cho lắm, nhưng cái mùi hương của nó thì là một cái mùi hồng xanh rất đơn giản. Và cái mùi hồng xanh này nó sẽ là fan dành cho những bạn nào thích một cái bay mùi hồng, thì đây là một trong những con mà các bạn hoàn toàn có thể thử. Video mình review em nó thì đã có ở trên đây, mình sẽ để gắn một đâu đó đường link để cho các bạn dễ dàng có thể theo dõi. Mùi hồng này thì phong cách và cái thời tiết và tất tần tật thì đều đã nói rất là chi tiết. Và nếu như bạn cần một cái mùi hồng đơn giản
và xanh về sau thì hơi ngậy ngậy một tí, ngọt ngọt nhẹ tí, thì đây là một trong những lựa chọn rất rất ổn để các bạn có thể tham khảo. Có chăng một điều chỉ là một cái mác đến từ một nhà nước hoa Anharaman Trung Đông thôi, nhưng đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng thời gian gần đây mặc dù như kiểu Anharaman hay là Amat nó có ra rất nhiều dòng, nhưng mà để mà lựa chọn được ở trong những cái dòng mới của Amat, của Anharaman, của Apnon mà tìm được một cái mùi hương nhẹ nhàng vừa phải xịt được mùa hè ở cái thời tiết nắng nóng tầm 30 cho đến 40 độ thì nó như kiểu là đại cát tìm vàng vậy. Thế nên đây là một trong lựa chọn các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Cái line này còn con giống Quýt Aventus, nhưng mà cá nhân mình thì mình cũng đã nói rồi, đó là mình sẽ không review tại vì mình thấy là nó không xứng đáng một tí nào. Còn em này thì rất là hợp lý. Còn chi tiết cụ thể thì hãy xem đường link nhá. Ở vị trí số 3 đó chính là Guoni Guoni của nhà Maison Martin. Cái nhà này có một cái thiết kế hộp khá là hay ho, và cái phần nắp chai này nó còn bấm được vào nhảy. Lúc đầu tôi cầm về tôi cứ tưởng là tôi làm hỏng cái nắp, nhưng mà đây là cái kiểu đồ có thể tái chế được, rất là thân thiện với môi trường. Và chai hoa này thì mình mua tại Gia Perfumery với cái giá là 2 triệu đồng cho một chai full box luôn. Đó, giá khá là ok. Và cái chai này là chai 50ml nhá. Nó lại một lần nữa là 50ml. Thì cái mùi hương này được rất rất nhiều người review, đó là mùi trà cùng với hoa trắng. Nhưng mà với cá nhân mình thì khi mà mình trải nghiệm, nó sẽ là một cái bay mùi hoa trắng, hoa cam nhiều hơn là cái nét của trà, chứ không phải là cái mùi lên được trà rõ rệt. Và cái hoa cam ở đây nó lên cái vai rất đặc trưng, đó là cái nét sáp sáp. Khi các bạn mới xịt cái mùi hương này ra thôi, các bạn ngoài cái việc là các bạn nhận thấy cái bay mùi hoa, cái nét ngọt của hoa cam ngửi sáng mà có phần rất là sáp kiểu bút chì màu, thì cái nét trà ở đây nó chỉ điểm xuyến, nó làm cho cái mùi hương thêm cái độ phức tạp và tinh tế nhờ cái nét xanh xanh ban đầu, một chút kiểu cardamom hơi spicy nhẹ một xíu xíu the the. Còn về sau trên da toàn bộ mùi hương của Guoni Guoni chỉ đơn giản là một cái mùi hoa cam ngửi sạch sẽ thế thôi, không có gì là quá phức tạp nữa. Và ở em này thì như các bạn nhìn thấy về cái thiết kế màu sắc của nó thì các bạn cũng có thể hình dung được rằng nó sẽ phù hợp với phong cách như nào: hiện đại, trẻ trung, thích đổi mới và luôn luôn nhiều sự hay ho mới mẻ như cái màu sắc của Guoni Guoni. Và cái mùi hương này thì cá nhân tôi nghĩ rằng nếu như các bạn nữ nào có cái xu hướng là tinh tế trong việc chọn nước hoa để đi hẹn hò thì Guoni Guoni là một trong những con mà các bạn có thể lựa chọn đi hẹn hò vào buổi tối và thích một cái bay mùi ngọt nhưng nó có sự tiết chế vừa phải, chứ không phải là ngọt như kiểu Scandal anh xịt ít sót đi, hay là kiểu YSL Black Opium, rồi những cái mùi như kiểu là thời gian gần đây có con nào hot của nữ đấy nhở, có vài con ngọt tôi thấy quảng cáo ác liệt 540 các thứ xịt mùa hè. Với cá nhân tôi, nếu như bạn tự nhận mình là một bạn nữ tinh tế, trẻ trung và hiện đại, các bạn biết rằng cái gì nó vừa phải nó cũng sẽ có một cái sự thu hút, thì đây là một trong những lựa chọn như vậy để các bạn có thể xịt đi chơi buổi tối trong buổi hẹn đầu tiên, không quá vù vập, không quá kiểu lao vào anh khiến anh hoặc là kiểu thấy anh ngon quá nhưng mà vẫn có sự tiết chế làm giá, thì đây là một cái mùi hương như thế để các bạn có thể giữ được khoảng cách và có một sự an toàn nhất định. Và với cá nhân mình, nếu như mà mình ngửi một cái mùi hương này trên một bạn nữ, kể cả bạn ấy có nhìn rất là xinh, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái khoảng cách ban đầu mà để mình mạnh dạn tiến tới thì mình cũng sẽ rất hạn chế, chứ không phải là như những cái bay mùi ngọt mà mình hay ngửi trên những quán bar, những cái quán pub rất ngọt ngào và thu hút, thì em này không như vậy. Và cái độ lưu hương của em nó ở trên da mình thì trung bình đâu đó khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng khá tốt, và độ tỏa hương thì nó nhẹ dần sau khoảng tầm hơn 2 tiếng xịt. Và Guoni Guoni là một trong lựa chọn mà mình nghĩ rằng các bạn nữ nên tham khảo nếu như thích một cái mùi ngọt nhẹ nhàng, bán tỏa ổn, đẹp nữa. Và thêm một cái điều nữa, đó là trong thời gian gần đây thì có một con cũng rất rất hot, đó là Anthurti của nhà Mít. Với cá nhân mình thì hai con đều là bay mùi trà, nhưng nếu như mà thích trà nhiều hơn, tại vì có ông hỏi tôi cũng sẽ rep luôn ở đây, đó là
nếu như các bạn thích trà thì các bạn hãy mua con này, tại vì con này lên mùi trà nhài đậm hơn, khói hơn. Còn với Huoni chỉ đơn giản là hoa trắng thôi. Đó, nhẹ nhàng và sáng và nữ tính hơn rất rất nhiều. Ở vị trí tiếp theo chúng ta sẽ có Narcotic Venus của Natsumato. Hôm trước thì tôi nói nhầm giá về em này. Tôi có bảo là con này đâu đó khoảng tầm 700-800 nghìn cho 10ml, nhưng mà không phải, tôi đã xem lại giá rồi. Chai này nếu mà các bạn tìm full ở thị trường nó sát đầu 3 hoặc có thể hơn 3 một xíu. Thì như thế nó có thể là hơi vượt qua cái ngưỡng 3 củ khoai cho một cái lít mùa hè. Nhưng mình vẫn muốn cho em này vào, tại vì nếu như ở phân khúc chung sau này mình làm thì mình muốn dành nhiều hơn để cho những cái lựa chọn tốt hơn và hay ho và thú vị hơn. Nhưng bỏ qua Natsumato, Narcotic Venus là một trong những thiếu sót nếu như các bạn thích một mùi bám tỏa khủng vào mùa hè. Em này thì vừa mới có video cách đây khoảng tầm một tuần gì đó thôi, là các bạn có thể search thấy em nó. Và đây là một cái mùi hương mình có nói rằng nó đa dụng và nó có thể xịt rất nhiều dịp và rất nhiều phong cách khác nhau. Nếu như ở nước hoa nam tầm 3 củ khoai các bạn có thể mua được YSL, YEDP, thì ở nữ đây là một chai nước hoa mà các bạn hoàn toàn có thể nhận được cái công năng như chính YSL, YEDP vậy. Xịt được nhiều dịp, bám tỏa tốt. Thì ở đây nó có mỗi một cái lưu ý, đó là 30ml. Nhưng mà 30ml này nó thật là mình có chia sẻ, đó là 30ml này nó phải bằng 50ml của những chai nước hoa khác, tại vì độ lưu và độ tỏa của nó rất tốt. Với mùa hè các bạn chỉ cần 1 đến 2 shot thôi là hoàn toàn đủ. Nếu mà các bạn đi chơi ngay lập tức thì mình nghĩ là các bạn cần xịt một shot vào, một là gáy, hai hoặc là có thể là hai tay các bạn chấm vào nhau, thế thôi là đủ. Còn nếu mà các bạn muốn một cái mùi nó lưu được cả ngày ở tốt hơn ở trên quần áo đi làm văn phòng thì các bạn xịt hai shot vào quần áo trước khi ra đường tầm một tiếng, kiểu vừa mới dậy, xong rồi các bạn xịt, xong rồi các bạn mặc đồ đi làm, thì đảm bảo với các bạn đây là một cái mùi hương văn phòng mà cực kỳ là nổi bật và có độ kiểu khéo léo, không gây khó chịu cho môi trường văn phòng nắng nóng, nhưng mà vẫn có thể nhận biết được cái sự khác biệt của mình trong đám đông. Đó là Narcotic Venus của Natsumato. Và cái tên cuối cùng cũng là một trong những cái mùi mà mình nghĩ rằng các bạn sẽ rất rất khó gặp ở trên thị trường, tại vì khó mua. Và cái nữa đó chính là mùi hương của nó rất rất đặc biệt. Nếu như mà nói nước hoa mùa hè của nữ, tìm được một cái tông mùi nào mà xịt ra các bạn phải wow lên ngay, thì mình nghĩ rằng là trong thời gian gần đây rất 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 khó có. Nhưng hôm nay xin được giới thiệu Fake Tea của Nicolai. Nói như nào về em này nhỉ? Em này thứ nhất thiết kế chai thì đó là một chai 100ml. Và mùi hương này thì khi các bạn xịt ra các bạn có thể nghĩ ngay một loại quả ở trong đầu, đó là quả na. Đúng như cái cảm giác mà các bạn mua đến mùa na, các bạn bóc những cái quả na ra, và cái quả na ở ban đầu của em này này, thì ngoài cái mùi đặc trưng thơm lựng của quả na thì các bạn sẽ thấy một cái cảm giác hơi kiểu nhớp nhớp một tí, không hơi cảm giác kiểu hơi gợn gợn ở tay. Nó như kiểu là các bạn bị kiểu bóc vào những cái mắt của quả na mà nó bị kiểu nát ra, và nó khi các bạn ăn thì cái vị của quả na kết hợp với một chút chát chát nhẹ ở cái phần vỏ, và nó kết hợp với nhau. Và lúc này thì quả na này nó cũng rất là mọng nước tươi nữa, nên là các bạn hãy nghĩ tới quả na bở rất rõ. Nhưng mà khi mà dry down ở trên da thì cái bay mùi hoa nó xuất hiện, và lúc này thì càng về sau cái mùi na nó chuyển thành một cái mùi na khô và cảm giác thành kiểu một quả na dai. Dry down của cái mùi hương này thì dần dần các bạn khoảng tầm 2 tiếng các bạn sẽ thấy quả na nó biến mất, và lúc này sẽ lên cái mùi xạ sạch. Nên là với cá nhân mình thì lít cho nữ đợt này mình làm chủ yếu dry down đều là bay mùi xạ sạch để các bạn có được một cảm giác dễ chịu. Và có một cái điều rất đặc biệt nhá, đó là trong những cái con mà mình review ở đây, đây Elizabeth Arden có trà, Huoni có trà, mà mình nhớ không nhầm thì Fake Tea cũng có trà. Nhưng mà ở đây thì mình không lấy lên rõ, mà mình thấy nhưng ở đây cũng thấy có ốp man thớt. Nhưng mà phải nói rằng đây là một trong những chai nước hoa khá đáng tiền để mua.
Rất thì có thể là không, tại vì cái hiệu năng của nó khá là hạn chế. Ở trên da mình thì Fenty được khoảng tầm 4 đến 5 giờ. Đây là một cái điều khá đáng buồn. Mình đã test trên một vài người khác thì nhìn hơn một tí, nhưng mà trên da mình chỉ tầm 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà đây là chai nước hoa mình đi mượn mà mình có hỏi chủ thớt rằng là ừ, chai này nó bán tốt không em? Nó bảo trên da em 6 tiếng, nhưng mà trên da tôi lúc nào xịt cũng tầm 4-5 tiếng thôi. Khá là đáng buồn. Nhưng mà tôi thích cái mùi quả na này các ông ạ. Đúng cái mùi quả na luôn ấy. Eo ơi, cái mùi quả na nó thật vãi. Ui, cái cảm giác kiểu hơi kiểu gợn gợn, kiểu vỏ na chát chát, xong rồi ăn kiểu cắn ngập vậy. Cái cảm giác mà ăn nó hơi xuồng xã một tí là cắn cả quả na luôn, không được bóc vỏ ấy. Ui, giống vãi. Và nếu như bạn đang tìm một cái mùi signature scent cho mùa hè, một cái mùi mà xịt ra người ta phải wow lên, thì đây chính là chai nước hoa như vậy. Có chăng là đổi lại hiệu năng hơi kém một tí, và giá tiền của nó cũng tầm hơn 2 củ cho chai 100ml như thế này. Và em này thì có thể xịt đi làm này, đi chơi kiểu nhẹ nhàng, đi kiểu cà phê, cà pháo, picnic này, rất là ok. Và mình nghĩ là con này thì nó cũng không giới hạn về độ tuổi, tầm loanh quanh 18 là các bạn có thể xịt được rồi. Và với phong cách thì cá nhân tôi nghĩ là cứ trẻ trung mặc gì cũng được, xịt em này cũng ok. Chắc là trừ kiểu vai hơi bánh bèo một tí thì không hợp thôi, chứ cứ kiểu nữ tính tóc dài này, xong rồi quần áo tông màu sáng, đừng kiểu Dark Academy mủng các thứ, hay là Gothic chủng các thứ thì có vẻ không hợp. Còn với cơ bản các bạn nữ mà mình thấy cái phong cách ăn mặc mùa hè thì các bạn hoàn toàn có thể xịt được mùi hương này, rất đặc biệt. Con này nó giống như kiểu con DG3 ấy, của nhà Dolce & Gabbana, con Limpella Chi. Mùi rất ngon nhưng mà bị cái hiệu năng hơi kém, mà con này thì tốt hơn một xíu. Con này mùi quá đặc biệt và tôi nghĩ các bạn nên thử. Và hy vọng là con này sẽ là một con được giới thiệu nhiều hơn, tại vì nó xứng đáng được biết tới. Và vừa rồi thì đó chính là 5 chai nước hoa mùa hè mà mình đã lựa chọn ra cho năm 2023 ở cái phân khúc giá rẻ của nữ. Và chắc chắn rồi, sẽ có một cái video ở phân khúc cao hơn, nhưng mà chắc là sẽ làm cho nam trước, để xem là các bạn nữ có hứng thú với cái list nữ mà mình đã chọn không. Tại vì trong cái thời gian gần đây tôi làm cái list đông của nữ gần như chả có ai xem cả, tôi hơi bị buồn. Nhưng mà cái việc làm thì vẫn phải làm thôi, để bị đáp ứng cái nhu cầu của cả anh em nữa. Anh em cũng có nhu cầu mua mùi hương cho các chị em thì anh em cũng có thể tham khảo video này. Và nếu như các bạn đã từng trải nghiệm qua những cái mùi hương này rồi, hoặc là đã xem trên TikTok, đã trải nghiệm qua rồi, thì cứ feedback ở phía dưới. Còn nếu như không thấy hay thì cứ mạnh dạn bình luận cho mọi người cùng biết là cái cảm nhận của mình về những cái mùi hương này ra sao. Đừng lấy góc nhìn của tôi làm chuẩn mực, mà hãy lấy góc nhìn của tôi là sự tham khảo. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.